sáng mùng 6 tháng 4, tức ngày 18 tháng 2 năm Ất Mùi, tại khu di tích lịch sử văn hóa Phủ Trịnh, xóm Thẳng, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 445 năm ngày mất Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm 1570-2015. Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ, đại diện con cháu dòng họ Trịnh tại Thanh Hóa và trên khắp mọi miền đất nước cùng đông đảo bà con nhân dân trong huyện. Trước khi diễn ra buổi lễ kỷ niệm, các đại biểu và con cháu dòng họ Trịnh cùng đông đảo nhân dân đã dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tôn kính đối với Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm, người có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của lịch sử Việt Nam dưới thời Lê Trung Hưng, một triều đại mang dấu ấn huy hoàng trong quốc sử nước nhà. Đức Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm xuất trần dương thế vào ngày 24 tháng 8 năm Quý Hợi 1503, niên hiệu Cảnh Thống thứ 6 đời vua Lê Hiền Tông, trong một gia đình thuần nông Lam Lũ ở làng Biện Thượng, nay là làng Bồng Thượng, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Thái Vương Trịnh Kiểm được coi như một nhân vật xuất chúng của lịch sử, được sinh ra và nuôi dưỡng bởi khí chí của vùng đất địa linh nhân kiệt xứ Thanh. Ông là tấm gương của lòng tận trung với nước, tận nghĩa với dân, trở thành một vị tướng tài được quân sĩ mến mộ. Tuy ở cương vị của một người quyền nghiêng thiên hạ, được phong đến chức Thái Vương, làm đô tướng tiết chế các sứ thủy bộ, tước thái sư lạng quốc công, nhưng Trịnh Kiểm vẫn một lòng trung thành với nhà Lê, không hề có ý xoán đoạt ngôi vua. Sau những năm tháng cống hiến hết mình cho dân, cho nước, ngày 18 tháng 2 năm Canh Ngọ 1570, Đức Thái Vương tạ thế ở tuổi 68. Từ một người lính trở thành Thái Vương chỉ đứng sau vua, người mở đầu cho 12 đời chúa Trịnh với hơn 249 năm có mặt trên chính trường Đại Việt với nhiều đóng góp to lớn cho đất nước. Điều đó đã khẳng định vai trò của Thái Vương trong tiến trình phát triển của dân tộc, người con ưu tú của đất Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc. Theo ý nguyện của nhân dân, ngày 18 tháng 2 âm lịch hàng năm, con cháu dòng họ Trịnh cả nước và bà con nhân dân địa phương đã làm dỗ ông và trở thành truyền thống tưởng niệm ngày mất của Đức Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm. Chúc văn tế lễ kỷ niệm 445 năm ngày mất của Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm của Hội đồng họ Trịnh Việt Nam đã thành kính nghiêng mình, thể hiện sự tri ân sâu sắc nhất đến với Đức Ngài và những người trong dòng họ Trịnh đã góp phần làm rạng danh cho quốc sử Việt Nam. Ngày 18 tháng 2 âm lịch hàng năm là dịp để con cháu ôn lại những đóng góp to lớn của ông cho đất nước, cho dòng tộc, đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương. Đoàn kết cùng nhau làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền, động viên sức người, sức của, trùng tu tôn tạo và phát huy giá trị của khu di tích lịch sử văn hóa Phủ Trịnh, Nghè Vẹt, các lăng mộ của các chúa Trịnh ngày một khang trang. Sau buổi lễ là chương trình nghệ thuật đặc sắc kỷ niệm 445 năm ngày mất Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm với chủ đề Thế Tổ Minh Khang Thái Vương, tích đức cao dày, phúc để dài lâu. Dòng họ Trịnh và du khách thập phương dâng hương tế lễ các lăng miếu trong quần thể di tích và vui hội với nhân dân địa phương. Trước đó, ngay từ sáng sớm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Hùng cùng con cháu trong gia tộc họ Trịnh đã tiến hành rước kiệu từ Phủ Trịnh về Nghè Vẹt và từ Nghè Vẹt về Phủ Trịnh, thể hiện lòng tôn kính đối với Đức Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm.